Ở quan bà lịp bằng đồ bồn thì cả chặt tình nguyện lời tân lịch chữ trụ sở nằm bà bộ bà chít thì đăng lệ à thầy lời biểu lọ nó mình cả xa để kẻ đàn bà lịp bà lạ nào mà lịp bật ổ cung lời đề ước gờ bồn mà gần loại bà đã rìm cả ở vùng tờ riêng ở tài giác tờ riêng ở đà sở làm cái lý doa rìm cả tờ rộng nào cung lời đề bà đã tờ riêng xác kinh tế lời đề dỡ bằng uyên nam tuần lúc lệ về cả chung cả tờ trọng tóc tờ dùng lợi đề bật cả tác nó cũng lợi đề kể cả tàn nạp tác do thời ấy và bơm kiện cả cả nào nó cũng lợi đề biểu lọ nó mình xa cũng lợi đề bơm kiện đàng bật hát tuyết cả sản nằm ầu nó kiện cả trong gần lòng bật hát tờ riêng bật tời nguyên cùng tấn lịch gà tần rồng trên bằng hai bơm trang lâm riêng cả xa cùng thời lệ bơm kiện đàng bật lịch bật lạ nào trọng lép kiện cả trong gần lòng bơm trang. Chương trình mục tiêu quốc gia Tân về trọng xây bầm dựng nông chàng thôn tệ mới đá gà tự dùng là kinh vấn lý đề bà lạ về nào tự phát dùng triển kinh tế kinh xã tế hội xã hội, gà tân chính rồng chính trị trị về và an làng ninh sợ quốc phòng đần do tự Bộ dùng về Xây dựng chiên và triển gà khai trim gà tân trên rồng tổng về thể làng cả tệ nước. đá Căn cứ trên nó tinh cùng thần lời nghị quyết đầy Trung kia ương lần gà thứ nghị bảy quyết và hộp ban ao chấp công hành bằng Trung mã ương bơ Đảng Cộng sản nó Việt Nam khuôn cơ khóa 10 rạng rạp bơ về nông cơ trung nghiệp, ương đang nông dân, bật ao nông cùng lời thôn. tôi quát hỏi Do tập đó, bu cả nước phấn bằng sơ đấu đến năm năm bà bầu chật 2015, đầm ba điệt là rành bật ao cùng 100% lời đầy số sơ năm xã bà đạt bầu tiêu bà chật chuẩn đầm nông điệt thôn là rành bà và đời đến năm xa gà tự dùng về chiên bà 2020 lịp bà lạ nào có nó 50% cùng lời đầy số ra tập xã bu xây tóc tự dựng nông dùng thôn mới. kêu cả khuôn Thế tập nhưng bồn gà tự với đầm sự chính nỗ trị lực phấn đấu của trung toàn tâm hệ ấy thống cùng chính lời trị, đầy vài chế đến cho nay dịch là cả nước có rành gần cơ sở xã 100% đẹp cơ số chất bà xã lịp bà đạt lạ tiêu nào chuẩn nông thôn mới. nó cơ Sau khi chất xét riêng bà từng đại khu tờ vực trình bật ao và cùng cơ lời sở đầy chính ước trị cả đáng tỏ kể hàn nâng giữa đồng bằng, hạt tỏ ra tòi vùng bằng núi tạt nạ và và vùng tình đồng bào cờ dân tộc rời thiểu cùng số bằng ngày còn cùng như tại Tây Nguyên. Hiện sơ mạng nay bà vẫn đại còn tây nhiều huyện, nguyên rệ ổ xã bà đại nào rìm đạt cả tiêu ở vùng chuẩn cung nông lời thôn đầy mới, tìm mập đẹp kia cả có bà lịp lĩnh bà vực lạ chuyển nào dịch sâu vùng nó cùng xa lời đầy thường bà đại rìm xuyên cả chịu ở vùng tờ thiên rìm ở tai tại giai biến tờ động của rìm thiên tai bơm nên ước đời cả sống sợ của người đừng bằng dân bơ bình gặp lạc nhiều đạc khó tí khăn, bằng cho nợ ở còn nhất bà lịp là tàn vùng nạp có đồng táp bào tờ dân rìm tộc bằng ngày thiểu còn số cuồng vùng ủy dân ở tộc rì thiểu số trên địa bàn huyện Ea Súp hàng năm rồi xảy ra các loại hình về thiên tai như tình hình về hạn bật hán, ở vùng lũ Ea lụt, Súp dông lốc và liên cả nhiều bờ cơn miền bão lạc nổ đạc tí thường xuyên bằng xảy ra phàng an trên địa bàn huyện, xuất hiện vào những cái thời nâu điểm cùng lời đầy bão bơm mùa bà ràm kẻ tí gà thì tờ ảnh rồng hưởng rất lớn lâm kiệu cả nào đến tự dùng bên trình bà lệ bà lạ phấn nào bà đấu đệ tờ về các rình cái tiêu chí về nông thôn mà mới cần loại bật thì ao cùng lời đầy tờ nọ đặc án biệt đi là vấn đề bằng cơ dọa sở hạ dốc tầng đừng cần dân bà lì cư của người dân. Trước những khó khăn ở thách thức, trò cờ rìm chính gà quyền và huyện tờ khó rồng tờ khăn nạp táp phải xây ở dựng vùng lộ cùng lời trình đầy tờ nạp táp chuỗi gà cung tờ ứng rồng để kia thực cần hiện mục nào tiêu và bơm đến hết trọ năm lép trụ sơn nằm bà 2020 bộ bà có ít chít nhất biểu một lọt xã nó cờ xây mình dựng xa nông thôn cùng mới. lời đầy cái chất Trên cơ gạt sở lì bà lạ đó, nào mỗi đừng huyện nó cùng lời chia để cho tóc một tự xã dùng để và ưu nhỏ tiên ăn cả đầu tự trọng tư tự dùng về xây trình dựng tự kết nọ cấu ăn hạ đi tầng, tập lý bằng trim cả tự trọng kết cho cấu hạ chàng tầng cho tôi nông vừa ngọt nghiệp, tự dùng tự nu tập trung xóa đói giảm nghèo nâu cùng để lời đầy sớm vợ hoàn bơm thành kế chương đàng trình kia cả tự xây trọng dựng nông bơm thôn chàng tự mới. dùng về trình bà lịp bà lạ nào Huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ở vùng là một ví Adrat dụ. Salam Ea Súp Trong chả 2 đặc năm trở lắc lại bật đây, ấu cung lợi huyện đầy nông này mình đã gặp đầu tỉ tư gà hơn 50 tỷ lâm đồng bạc gà sơn để nằm bật đến ấu cuối cung năm lợi tự dùng về trình gà tần rộng 2020 đâm dịch tí sẽ gà tần hướng rộng về đích cung nông lợi thôn mới. đầy sơn nằm bạc E4 bộ bạc chít là xã biên giới, e dân bùng số trên nó 12.000 Adrat người, Salam tỷ lợi lệ đồng đầy bào dịch dân tộc bạc thiểu hòa số bầu chiếm và 40% ngài còn trọng. cùng bật ấu cung lợi đầy bạc Hai chít năm là trở rình lại đây, bạc sơn nằm nhờ chịu việc bật ưu ấu tiên cung nguồn lợi lực đầy để tần nọ xã ăn đi về bơm đích nông chàng thôn cùng thời mới, lễ nên rồi hạ tập tầng buộc cơ sở bằng được đầu tự tư dùng khá tần nọ đồng ăn bộ, đi bật ấu cung lợi hạ đầy tầng kể cả hệ sợ thống đừng giao thông bằng đồng trong bộ gần được lòng đầu cung tư lợi đầy khá sợ hóa, đừng giúp cho người dân đi lại, giao thương hàng mạng còn hóa loại thuận bật ấu tiện, cung lợi từ đầy đó bằng cuộc sống rim của bà gà tần con rồng cùng cải thời thiện lễ dễ chân nợ ari hơn. còn bà Hôm lê cùng qua lợi đầy tập lý có xử lý đơn nào vị đã đầu tư cho dân đi thì dân cũng phấn khởi, nói chung là ai cũng mừng, thì dân ở đây thì ai cũng bên này cả nói tệ chung đác là cũng lời tập gồm cho an cả còn công bà tác lê để đầy làm tròn là cho năm vì cuộc vật mật sống lịch của sở người dân đừng khá hơn. công thời lệ Hiện đặc tại địa địa cả phương tần nạp này táp còn hai tiêu chí rây là thu âu nhập kia đến cần cơ nào cấu bật người ầu và bật cơ ầu cùng sở lợi hạ đầy tần tầng nọ văn ăn đi hóa gà tần trọng văn hóa về về đích nông thôn nào cùng mới. lợi đầy kẻ Cuối năm đàn gà bà lê 2022, bà lạ nào huyện Ea Súp bà đại sân đã nằm ưu bà tiên bộ nguồn bà lực chít từ các ở chương vùng trình Ea dự Súp án bật của ầu cùng Đảng, lợi đầy bà nhà nhọn nước gà trim gà tần và trọng cả bơm nguồn ngân chàng sách đừng của đáng địa bằng tệ phương đác để hỗ nào trợ cùng người lợi dân phát đầy triển kinh trên tế, bà đòm nâng bà đại cao tờ thu nhập. trình cùng lợi đầy tóc tự dùng Cuối kinh năm tế ở tộc dọa dốc 2019, bật thu đã nhập tôi sẽ bình nằm quân bản đầu bộ dịch người của xin xã dọa dốc đạt mình trên bằng ngài 39 cùng triệu lợi đầy đồng bình một dịch người một xin năm. triệu lâm minh bằng ngài Dự mình kiến sinh đến năm cuối năm các tờ trọng bơm chặn 2021, nào cùng lợi đầy kẻ sẽ đàng hoàn kia thành cờ tiêu nào chí cùng về lợi thu đầy nhập cả bình dọa quân dốc đầu người. Đối với tiêu chí cơ sở vật bằng chất trim văn cả cần hóa, nào tờ nọ ăn huyện đi Ea Súp văn đã hóa phân bổ hơn 3 tỷ đồng Ye Súp để bật ấu xây cùng bốn lợi xây dựng đầy mới nhà bên văn tích hóa lạc xã, trên bật ấu tự dùng vị một trình trong bà lê những bà lạ gương nào bằng tần điển trọng hình văn của hóa cấp ủy và sự chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương, sự đồng tình của nhân dân. Vì quá trình xây dựng nông đây thôn về mới làng đừng ngân trung sách đã ương đầu gần tư trà khá ở lớn vùng vào cấp nông ủy thôn mới đang về đích công nông thời thôn lệ mới. chính quyền nó cùng lợi đầy Về tập việc cung triển khai cơ bật sở hạ ạ. tầng,
bằng nằm và gàng dân hợp ari còn và lấy bật ẩu kết cả sửa đồng. Tập bạc bật ẩu cũng hơi để bốt để chân này tự dùng bình chinh và lấy bật lạ nào. Nó ở tóc tự dùng kết cả lần cả tần rộng tự dùng bình chinh tự nọ ẩn đích ở tóc tự dùng lầm dân hợp ari ăn cả quản bật lấy nó tần rộng kết hình kết cả. Và quản bật lấy nó lấy lòng tài chứa bơm kết kết cả tập bốc ăn cả trong gần lòng chính sách. Dù thời ấy, lâm bởi dặn ở đoàn kỳ bởi đại tờ rình bởi ấu cũng lươn đây ở tóc tờ dung bởi đại tờ rình. Ở còn bằng bằng chữa rìm cả tờ rồng hà nâng ở tóc tờ dung kinh tế ở tóc tờ dung lâm dân ở Arik còn bà lê. Bằng rìm cả tờ rồng bơm chạc nó cũng lươn đây lơ cùng thời lệ bơm chữa cả rìm cả tờ rình. Xã Quảng Khê, bất ổ cung lợi đầy rơi tập bốc bất ổ đặc nòng tương quát hoàn toàn, bất ổ cung rơi tập bốc gà tân rồng kênh kịch cả lợi đầy tế đác tự gùm. Để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Nó cũng lời đề vã tóc tự dùng gà tần nọ ảnh đi. Tôi cũng ăn gà tần rồng bơm chàng tự dùng bơm nam cùng thời lệ tân quát hòa tòi. Cơ tổ bà đệ sinh năm bà bộ bà chít. Quảng khê bật ấu ủy ban nhân dân ở vùng cùng lợi đề tật lệch để bình tích lạc trên gà tần rồng. Cho tôi bởi ngọt tần chùa tần nu. Bằng tôi cũng ăn gà rìm gà lòng ảnh đích xem tần rồng. Đừng nó mã tóc tự dùng lịch lại gà tần nước sửa đường. Nam nhuận cùng lời đầy trên với, tế đạc cùng lời đầy ăn tộc dòng trên, bà tâm cà phê bằng xì rơ tờ nổ mỏng đác. Sơn nằm bạc bổ xin, uy nam nhuận cùng lời đầy lịch lại tấn nụ, đang ê cho nợt ả rì đạ bịa với. Nhà nước, đặc biệt là của huyện của xã, cũng tập trung đầu tư. Công thời lại đầy về làng đằng tế đạc. Ở vùng xã cùng lợi đầy tông gùm ăn cả thôn bằng rìm cả tận nọ ăn đi trong là năm. Rìm cả ủy nam bật ấu cùng lợi đầy tự dễ bằng rìm cả trên tóc dọc gà trên sách cùng thời lệ tóc tự dùng kinh tế. Dọc dọc ủy nam cùng lợi đầy ở tóc, tận nọ ăn đi cùng lợi đầy nét nét tập lịch sử lý nào ở tóc kỳ chung. Lâm cần nào tự dùng bình chinh bởi lệ bà lạ nào cất sổ ủy nam tấn đu, lệ bà đệ à la bờ lạ rình. Các tấn rộng bơm chàng nó cũng lợi đầy bà đệ quảng khê. Cũng lợi đầy tớ lệch lâm sở nạp bà bồ bà chít, ở bùng cũng lợi đầy bà nhọ gà trên. Xã Quảng Khê bật ấu cũng lợi đầy tớ dùa tấn đu, bằng cất sổ ủy nam tấn đu, cũng lợi đầy bờ lạ rình. Nó cũng lợi đầy lơ cả tấn rộng bơm chàng ăn cờ xa. Vạ cả kẻ đảng và lệ bà lạ nào, nó cũng lợi đầy bật đệ xa Quảng Khê, cũng lợi đầy bông kẻ đảng dịch sinh lầm dịch sinh gần nào lầm tự dùng bình chính và lệ bà lạ nào. Do thầy ấy lâm sân nằm bà bộ bà chít nâu, lây cũng lợi đầy bật đệ ấu cũng lợi đầy, áo bùng cũng lợi đầy đặc lòng, lợi đầy kẻ đảng tự dùng bình chính và lệ bà lạ nào. Xa cũng lợi đầy Adrin và rồi tập bố ăn còn bởi lấy ở tóc tự dùng đoàn cái chênh lầm bơm chàng ở tóc lịch lại cả đợt nút. Khi cỡ nó, cũng lợi đầy cái chất đồng ủy ban nhân dân. Sẽ nằm bảo bộ bản chít bật ổng của cái đàng dịch sinh lầm dịch sinh gần nào và tự dùng bình chinh bởi lấy bởi là đợt nọ ăn đi chứ nợ ở Adrin còn bởi lấy. Được góp ở tóc tự dùng tập lịch đoàn cái chênh cùng thời lệ bằng bởi lấy bởi là ăn nốt, đáng bộ. Chính quyền cũng lợi đầy ở tóc tự dùng bởi đại tờ rình rời cùng. Ở còn bà thò tàu bốc ở tóc tự dùng gà rìm cà khôn. Lâm bơm chàng rời tàu bốc ở tóc tự dùng và tự dùng bởi dình bởi lì bà lạ nào chút tục bởi ngọt tận dụng tận nút. Dòa thời ấy, lợt ấu và ở tóc tự dùng ước gà của chàng vàng tổng cùng đằng tế đác. Ở tóc tự dùng tập lý đoàn cờ trình lâm bơm chàng ước gà bơm chàng rả rai. Dình bà tâm ở còn bằng rong xem tờ rong rõ lép và ở tóc tự dùng kinh tế. Bởi đại chân hợp ả rít phí tấn nọ lọc. Lấy con bà lê bật ấu cũng lợi đầy tư quát hòa đòi tư góp kê kịch cà lâm tư trọng bơm chàng tư dung bình chinh bà lê bà lạ nào. Giặc hà lâu nọc gà tư trọng bơm chàng tư góp gà hình trên. Nọc con bơm chàng nọc cũng lợi đầy vợ bơm kê hẹn đàng kiểu cà nào tư dung bình chinh bà lê bà lạ nào. Sau khi con đường hoạt động xong thì mọi người cũng kinh doanh. Ả đoàn kỳ lấy ước ở đây tịch mà đoàn ngàn. Sự mạng đừng đầy rộng nào, lê cung lợi đầy bật đại ảnh nít tình mật rò, băng sợ đừng lợi đầy nằm vượt mật lệch, chờ rìm gà tàu mạng cùng thái lệ chờ còn nằm học và râm. Bố lợi đầy lời dọa, nào cung lợi đầy bơm bà lê bà lạ nào bố rõ đá.
tệ đạt cùng lợi để tổng gồm tự dùng bình trình bơm bà lê bà lạ nào cùng thay lệ tự dùng bằng bơm nam bà âu bơm nam văn hóa bà thò gà tận rộng bơm chàng. Bà tên cả rìm gà ảnh rộn sớ lệ cho nợ ả rì còn bà lê bà âu kết cả sở đơn. Ước cả bà đây ủy nàn tấn đúc thay lệ sớ, sợ lệ kết cả tận nạp táp. Dọa đây bấm lân gà tận rộng bơm chàng, bà âu cùng lợi đây mà bà đại tận rình kết cả tận nạp táp. Nó cũng lợi đầy ở tóc tợi dùng bởi rẻ chạt đặc nông cũng lợi đầy tập lý xử lý nào trú tăng ấy. Lợi đầy và ngài dõi dọc bởi rẻ chạt đặc nông cũng lợi đầy quan dịch ngam triệu lầm minh bởi ngài minh sân năm. Lợi đầy bà dịch bà lầm trô dịch sáp lệ của chất lý bà la bằng bởi ổ cũng lợi đầy ở tóc tợi dùng cùng thời lệ lệch lại cả đất nút sợ đơn bằng bơm lân gà tờ rồng bằng bơm kẻ đàn và lệ bà lạ nào cũng lợi đầy tương gung cùng thời lệ án đi tôm nào lợi đầy bơm kẻ lân kẻ gà nào. À còn tới dùng bệnh dinh, bơm rìm cả tận nọ án đi, nọ tận rộng kê hình kết cầu. Và á tóc tới dùng cùng thời lệ rìm cả tròn uyên sở trích trường bà râm bằng tận nọ án đi luôn hồn bồng thỏng đác. Bất ồ, lợi đi bơm chàng rời tổng bút ăn cả cán bộ đảng viên. Còn bà lệ bất ồ cũng lợi tập lý, gà tận rộng chút tục bởi ngọt tình chương tận nút. Gà tổng bộ chính trị, lợi đi mất lầm bơm chàng tới dùng uyên nam tận nút tới dùng bệnh dinh bà lệ bà lạ nào. Tây Nguyên nó tờ trình cùng lợi đầy bằng ngày còn cuồng ủy ở Rihler cùng lợi đầy mình phải bớt rửa bằng ngày tôi bắt hoàn toàn rồi tổng bốc gà thần trọng kể cả tàn nạp tam gà kinh tế xã hội bất ông bảo phong kế đàn và lệ bà lạ nào lệ a thay đầy tự dùng bình trình kể tí. Do thời em mà lăng dây và nhỏ gà thần trọng bơm chàng đừng tệ đáng tôi bắt hoàn toàn rồi dọc anh đi và phong kế đàn và lệ bà lạ nào nó chưa bà đầy chân này tôi cũng ăn gà còn bà lệ bất ông bởi tờ trình và ngày còn cuồng ở tóc tự dùng gà kinh tế xã hội. Trung tâm ấy, bà đã rìm cả xa, bà đã rìm cha ra tới nguyên. Mình rình là rình bà đã xa cùng lợi đề gửi ô tô nằm trú tờ án đi nằm vào gàng bằng ôn sơ trích tế đác. Bà đã cùng lợi đề mình rình là rình xa cùng lợi đề rìm cả trường bà rằm tiểu học tổng quát họ đòi tự dùng bình trình cả tờ đồng bầm chàng tế đác, tự dùng bình trình tự dùng tờ nút. Bất ổ cũng lợi đầy bởi tờ rình, bắt rình bà điện râu lầm, đâm rình xin điện sinh xác. Nó cũng lợi đầy bởi chất cả tờ rồng vườn chàng, lâm áo bùng cùng thay lệ bởi tờ rình kể cả tờ nạp táp. Gà tờ rồng vườn chàng nó cũng lợi đầy kể cả đầy trở này.